Hi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình có một cái chiếc bàn phím cực kỳ mới mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì chiếc bàn phím này có tên là Sidu V75 Pro. Thì đây là một cái thương hiệu không phải là mới. Nếu như mà các bạn đã từng quan tâm tới cái cộng đồng bàn phím cơ thì cái hãng Sidu này đã từng nhiều lần làm bàn phím cho những thương hiệu khác. Và kể cả cái chiếc bàn phím mà trên bàn mình đây thì trước đây nó cũng đã từng được đặt tên khác và phân phối ở một cái thị trường khác. Còn khi nhập về chính ngạch ở thị trường Việt Nam bởi nhà phân phối Hưng Long thì nó sẽ được đặt tên là Sidu 75 Pro. Thì ngoài phiên bản là layout 75% này thì còn thêm một số những cái phiên bản layout khác như là 65%, TKL và Numpad nữa, và thêm một số mẫu mã khác nữa. Thì bây giờ cùng mình tìm hiểu thử xem là trong cái hộp này có gì nhé. Rồi thì đây là toàn bộ những cái gì mà các bạn sẽ nhận được khi mà các bạn mua chiếc bàn phím này. Thì đây là những thứ mà nó sẽ có trong cái hộp. Đầu tiên là một cái cọng mà USB Type-A chuyển qua Type-C dành cho chiếc bàn phím này. Thì kế tiếp là một cái key bung lờ và switch bung lờ 2 trong 1, bản hướng dẫn sử dụng đây, và thêm có một cái con ốc lục giác dùng để cho các bạn là mở khóa, mở ốc của chiếc bàn phím này. Thì nếu như mà các bạn vẫn đang tự hỏi là cái phần receiver của chiếc bàn phím này nó để ở đâu thì đây, cái phần receiver này nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. Đó, mình sẽ để đây. Và ở ngay đây thì nó sẽ có nam châm, các bạn có thể nhìn thấy đó, mình sẽ để rất là gọn gàng. Thì có một cái điểm lưu ý là trong chiếc bàn phím này sẽ không có một cái phần cover che bụi như là những cái chiếc bàn phím khác, nên là các bạn mở hộp ra nếu như mà không có thì cũng không có vấn đề gì đâu. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái phần ngoại hình bên ngoài. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế rất là tối giản, và nó cũng mang một cái tông màu rất là đẹp mà mình hay gọi, đây là một cái tông màu gọi là xám retro. Thì đây là nó sẽ mang layout là 75% có núm, và cái phần F13 này thì nó đã thay nó là cái thành cái từ đeo delete. Rồi về chất lượng hoàn thiện khi mà mình cầm trên tay cái con phím này, thì đây là một cái chiếc bàn phím nhôm, nên là cái việc mà đầu tiên các bạn cầm trên nó để bạn sẽ cảm nhận được một cái trọng lượng của nó rất là nặng. Và các bạn có thể thấy là hãng họ cũng đã hoàn thiện sản phẩm rất là tốt, những đường CNC và những đường cắt gọt trên chiếc bàn phím này thì đều rất là vừa vặn và vuông vức, hoàn toàn không có lỗi gì cả. Với chiếc bàn phím mình nhận thì hoàn toàn không có lỗi gì cả. Và phương pháp sơn ở trên chiếc bàn phím này thì mình có nhận thấy đây là phương pháp spray coating chứ không phải là phương pháp anode. Thì nếu như mà các bạn sử dụng cái phương pháp này thì nó sẽ, nếu như mà các hãng sử dụng cái phương pháp này thì nó sẽ đắt tiền hơn cái phương pháp là anode một tí, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có nhiều màu sắc để các bạn chọn lựa hơn. Đây mình sẽ cho các bạn xem thử xem chiếc bàn phím này có gì. Thì đây là cổng USB Type-C, và đây là cái nút để gạt cái chế độ 3 mode. Thì lặp lại, đây là cái phần ở phía bên dưới của chiếc bàn phím này. Đây cũng như là những cái đường vách cắt của chiếc bàn phím này, bên hông nó cũng một số điểm nhấn nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Thì nãy giờ thì mình đã nói qua về cái phần mà tổng quan ngoại hình rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về phần cây cáp. Thì cây cáp lần này cũng được hãng Sidu đặt làm hoàn toàn trùng tiệp màu với lại cái kíp bàn phím này luôn. Thì nó sẽ tạo nên một cái tổng thể nguyên một cái con phím. Các bạn có thể nhìn thấy là cái một màu xám retro rất là đẹp, và nó ở vẫn có một số điểm nhấn nhá như là shift nè, escape nè, rồi phần space bar thì nó sẽ có một số màu khác. Thì các bạn lưu ý ở một số ở đây thì các bạn có thể hiểu là họ làm vừa đủ phím switch phím cho cái chiếc bàn phím này, nên là sẽ không có cái phím mà có cái keycap mà dư ra nếu như mà các bạn tháo cái bộ keycap này ra để các bạn sử dụng cho cái chiếc bàn phím khác. Thì cái keycap này là BBT in die sub. Thì với phần switch ấy, thì cái phần switch thì mình cũng sẽ nói qua luôn cái phần switch. Đây là cái phần switch mà Sidu họ cũng làm riêng cho cái bộ phím lần này luôn. Đây là cái phần switch có tên là Sidu Matte Bray. Đây nó có một cái dạng là dạng bóc, và mình có trải nghiệm qua với lại cái chiếc switch này. Thì đây là cái chiếc switch layer 5 pin, và tuy là mình không có thông số chính xác về cái lực nhấn cũng như là cái hành trình của cái phím này, nhưng mà mình cảm thấy đây là một cái switch khá là nhẹ
và nó vẫn có cảm giác là hơi sạn một chút. Nếu là các bạn muốn mà có trải nghiệm tốt hơn thì mình nghĩ là nên lúp lại thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Về phần tab, Start ở đây thì đây là một chiếc bàn phím là sử dụng Start theo những gì mà hãng thông báo, thì chiếc bàn phím này là sẽ sử dụng là Start Ruin đây, và đã được lúp sẵn. Thì mình cũng có trải nghiệm với lại cái Start này, thì cái trải nghiệm của mình là em cái phần mà riêng cái phần spacebar thì nó hơi overlook một tí, nên thành ra là nó cảm giác là khi mà mình sử dụng thì nó sẽ hơi tịt tịt một tí. Nhưng mà nếu như mà các bạn biết làm thì bạn có thể tháo ra thì bỏ bớt cái lớp dầu đi và lúp lại thì nó cũng sử dụng được, không sao cả. Rồi, về cái phần mà phần play, đây mình sẽ nói qua về cái phần play. Ở đây thì cái phần kỳ này thì hãng cung cấp cho chúng ta một cái phần play mặc định, đó là phần play được làm bằng poly, nhựa poly. Và trên cái phần play này thì cũng đã được có flat cut luôn, và cộng thêm cái cấu trúc mà của cái chiếc bàn phím này là gasket mount, nên thành ra là khi mà các bạn gõ phím trên chiếc bàn phím này thì nó rất là nịnh tay và rất là có cảm giác rất là nhún nhảy. Nhưng mà cái gì nó cũng có một cái mặt khác, đó là khi mà các bạn phải lưu ý về cái việc mà khi các bạn tháo suốt ra thì cái việc này nó sẽ, nếu như mà các bạn tháo cái cây cáp ra mà nó đi luôn cả suốt đi ra ngoài thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, nên là các bạn lưu ý giùm mình nha. Về cái phần form thì mình nói trước, đây là một cái chiếc bàn phím mình gọi là full form, thì đâu đâu cũng có form. Phần dưới đáy thì các bạn sẽ được lót một cái tấm cao su rất là mỏng, kế tiếp sẽ là một cái form mặt dưới PCB mà mình hay còn gọi là form đáy, thì nó được làm bằng chất liệu boron. Kế tiếp sẽ là mặt PCB, và trên mặt PCB thì sẽ có một cái lớp form quýt ISPE, và trên cái lớp form quýt đó thì lại là thêm một cái lớp form boron nữa rồi mới tới play. Nên mình nghĩ là các bạn sẽ không cần phải thêm bất kỳ cái form nào vào cái bàn phím này nữa đâu, vì trải nghiệm của mình như đó là quá là form như đó là quá đủ rồi, không cần thêm bất kỳ một cái form nào nữa. Thì mạch PCB trên chiếc bàn phím này là sẽ có độ dày là 1.2mm, hỗ trợ hot swap 5 pin, sử dụng socket hot swap của Keil và sẽ hỗ trợ 3 mode kết nối đã có dây thông qua receiver và thông qua Bluetooth. Và đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ keymap thông qua cái phần mềm cực kỳ phổ biến đó là VA. Và thêm một cái điểm đặc biệt quan trọng hồi nãy mình quên nói thì chiếc bàn phím này là 100% mạch xuôi nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy đây là LED, nếu như mà LED nằm ở dưới lúc này là 100% là mạch xuôi. Rồi, thêm một điểm nữa thì cái phần pin, dung lượng pin ở trên cái chiếc bàn phím này đó là pin 3000mAh. Thì đây là một cái mức pin hoàn toàn tốt, đủ để các bạn sử dụng cái chiếc bàn phím này trong một khoảng thời gian lâu dài. Mình hay nói đó là lâu lâu sạc cũng được, chẳng sao cả. Rồi, còn bây giờ thì hãy cùng mình sao test một đoạn video về chiếc bàn phím này nha.